Vụ thi thể ở thành phố Hồ Chí Minh bị trói, tạm giữ một người nghi có liên quan. Vụ khai tối ngày 23 tháng 12, nạn nhân rủ anh ta đến nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh để quan hệ đồng tính. Ngày 25 tháng 12, công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ một người tên Vũ, 32 tuổi, quê Bến Tre để điều tra vụ nam thanh niên chết trong tư thế bị trói tay chân, đầu quấn băng keo. Nạn nhân là anh LCT, 26 tuổi, quê Tiền Giang. Bước đầu, Vụ khai tối ngày 23 tháng 12, anh tê rủ Vũ đến nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh để quan hệ đồng tính. Khi đến nơi, Vũ thấy anh tê đã chuẩn bị một số dụng cụ như dây dù, băng keo. Nạn nhân sau đó hướng dẫn Vũ trói tay chân, quấn băng keo quanh đầu rồi quan hệ tình dục. Sau đó, anh tê nói Vũ đi về, dây trói sẽ có người mở dùng. Tin lời nạn nhân, Vũ tắt điện, đóng cửa rời đi. Ngày 24 tháng 12, Vũ gọi điện thoại cho tê. Nhiều lần nhưng không được. Đến khuya cùng ngày, Vũ tìm đến căn nhà T. Thì bị công an phát hiện, đưa về trụ sở lấy lời khai. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định cơ thể nạn nhân không bị ngoại lực tác động. Nguyên nhân tử vong đang được làm rõ. Người phụ nữ 63 tuổi rơi từ tầng cao chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh xuống đất tử vong. Theo một số cư dân, họ thấy bà hát ở tầng 16, block A1 của chung cư trước khi phát hiện nạn nhân tử vong dưới sân. Chiều ngày 25 tháng 12, lực lượng chức năng quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ nghi rơi lầu tử vong tại chung cư Sanview Thao, nằm trên đường D2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân ban đầu được xác định là bà NTKH, 63 tuổi, ngụ quận Thủ Đức. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày Cư dân sống tại block A1 của chung cư trên nghe tiếng động mạnh nên đến kiểm tra và tá hỏa phát hiện bà Hát tử vong dưới sân. Nhận tin báo, công an quận Thủ Đức phối hợp với phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó cũng được đưa đi để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra. Một số cư dân cho biết, trước đó, họ thấy bà Hát ở tầng 16, block A1 của chung cư này. Người thân nạn nhân cho biết Bà Hát đang mang trong người nhiều căn bệnh và bà mới ở bệnh viện về nhà được vài hôm thì xảy ra vụ việc. Bà Hát cũng từng nhiều lần có ý định nhảy lầu nhưng được ngăn cản. Trước đó, vào ngày 15 tháng 11, cũng tại chung cư này xảy ra vụ một nữ luật sư NTMT, 50 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, rơi từ tầng 18 của Block A2 xuống đất tử vong.